tốt năm con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió trong tháng năm. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Quý anh chị thân mến, chúng ta đã trải qua một tháng tư dài đằng đẵng với 2 tháng tư nhuận liên tiếp. Trong tháng 5 là tháng Tết Đoan Ngọ, có rất nhiều điều phải lưu ý mà quý vị thường không để ý đến. Trong tháng Tết Đoan Ngọ này, có 5 con giáp cực kỳ may mắn mà không hề hay biết. Hãy cùng Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là 5 con giáp nào nhé. Đầu tiên đó là con giáp tuổi Tý. Trong Tết Đoan Ngọ thì may mắn và tài vận đều mỉm cười với những người tuổi Tý. Nhờ có quý nhân phù trợ, nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ mở ra ngay trước mắt. Không chỉ vậy, con đường sự nghiệp cũng hanh thông, trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Tiền tài cứ thế chảy vào túi đều đều. Đối với người làm kinh doanh, đây là một tháng vô cùng thuận lợi và lý tưởng để bạn mở rộng quy mô làm ăn cũng như đầu tư. Đối với người làm công ăn lương, bạn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập từ nghề tay trái hoặc là được tăng lương nhẹ. Tuổi Thìn. Bước sang Tết Đoan Ngọ thì người tuổi Thìn tha hồ bung lụa vì vận may sẽ kéo đến ổ ạt. Tiền tài của người tuổi Thìn sẽ rất ổn định, không bấp bênh như những tháng trước. Bên cạnh đó thì cơ hội đầu tư cũng liên tục đổ xuống đầu bạn, giúp bạn kiếm chắc được một món hời. Tuy nhiên thì trong tháng này, tuổi Thìn cũng đặc biệt chú ý khi mà giao dịch, ký kết hợp đồng tránh bị lừa. Ngoài ra khi mà làm việc thì tránh nhẹ dạ cả tin, kẻo tiền mất tật mang. Tuổi Ngọ. Tết Đoan Ngọ là quãng thời gian đại phát đại tài của tuổi Ngọ, tiền bạc thu về đã tốt, nguồn lợi nhuận cũng từ những khoản thu ngoài luồng còn đáng ngưỡng mộ hơn. Đối với những người làm kinh doanh, tài khoản công ty và tiền vốn do đối tác đổ về sẽ dần dần như ngựa phi nước đại. Hơn nữa, việc ký kết hợp đồng sẽ vô cùng thuận lợi, giúp cho công ty xử lý được những khoản nợ còn tồn đọng lâu nay. Đối với những người làm công ăn lương thì bạn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, từ đó sẽ được cấp trên chiếu cố, cấp dưới nể phục. Ngoài ra thì bạn có thể kiếm thêm được một khoản thu nhập nho nhỏ từ nghề tay trái. Tuy nhiên, dù có được quý nhân phù trợ, bạn cần phải cẩn thận khi làm việc, đặc biệt là lúc ký kết hợp đồng. Đối tác dù có tin cậy tới đâu cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh thất thoát không đáng có. Tuổi Mùi. Vận trình tài lộc của tuổi Mùi sẽ có bước khởi sắc trong Tết Đoan Ngọ này. Các mối quan hệ và đối tác sẽ cải thiện bất ngờ, cả nguồn thu tài chính và phụ đều có tín hiệu tăng lên trông thấy. Hứa hẹn một tháng tài lộc dồi dào, tràn đầy niềm vui. Đặc biệt là vào đúng sau Tết Đoan Ngọ, tài lộc của tuổi Mùi sẽ cực thịnh. Những cơ hội và may mắn đến bất ngờ khiến cho những bản thân chính tuổi Mùi cũng phải ngạc nhiên. Bên cạnh đó thì đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Mùi triển khai các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Vạn sự khởi đầu nan là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu vượt qua và kiên định tới cùng, tài lộc sẽ đầy nhà về sau. Tuổi Tuất. Tết Đoan Ngọ là khoảng thời gian hoàng kim đối với tuổi Tuất, bởi trong thời điểm này, tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến rõ rệt cả về tài lộc và sự nghiệp. Do tài lộc vượng nên tuổi Tuất có thể gặp may mắn khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số. Trong công việc, do được quý nhân phù trợ nên công việc luôn thuận buồm xuôi gió. Khi gặp khó khăn thì luôn được đồng nghiệp hoặc đối tác giang tay giúp đỡ. Đối với người làm công ăn lương, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên thì cần phải đặc biệt chú ý khi mà cho người khác vay tiền. Việc chi tiêu cần phải có kế hoạch, nếu không tài lộc chưa kịp đến, tiền bạc đã đội nón ra đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung 5 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên như diều gặp gió trong tháng Tết Đoan Ngọ. Nội dung tiếp theo, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị. Sau Tết Đoan Ngọ, những con giáp nào tiền rơi vỡ đầu, thần tài gõ cửa quanh năm? Tháng năm này, ai sẽ là con giáp có phần may mắn tiền bạc trong nhà tiêu hoài không hết? Hãy cùng Phong thủy Gia Cát khám phá về những con giáp này nhé! 1. Tuổi Mão. Người tuổi Mão thì đang có vận trình cực kỳ hương vượng trong khoảng thời gian này, đặc biệt là tài lộc cực kỳ hanh thông. Sau Tết Đoan Ngọ, bản mệnh có thể phát huy hết năng lực của mình để thu tiền về đầy túi. Trong số con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ, không thể không kể tên của người tuổi Mão. Chẳng những có những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, con giáp này còn dám nghĩ, dám làm. Dù đôi lúc có điều, có phần hơi mạo hiểm, nhưng cuối cùng thực tế đã chứng minh rằng bản mệnh đang đi đúng hướng.
tài chính dồi dào nên bản mệnh không cần phải cân nhắc quá nhiều trong chuyện chi tiêu. Thậm chí thời điểm này, tuổi Mão còn có thể thực hiện được nhiều dự định lớn ấp ủ từ lâu nhưng chưa đủ vốn. Có điều, bản mệnh tháng này có tiềm báo bị lừa gạt, tốt nhất là nên hạn chế đi vay hoặc cho người khác vay tiền. 2. Tuổi Ngọ. Theo tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Ngọ có một tháng thoải mái rủng rỉnh chi tiêu, nhờ tiền bạc luôn dồi dào hết rồi lại có. Con vật này gặp nhiều may mắn trong tài chính, dường như là động tay vào thứ gì là thứ đó sinh tiền sinh bạc. Đặc biệt, nguồn thu chính của tuổi Ngọ sau Tết Đoàn Ngọ đến từ cả công việc chính và nghề tay trái. Song, nghề tay trái thì mang về nguồn thu lớn hơn hẳn, bản mệnh cũng dễ có được tài lộc bất ngờ. Người làm kinh doanh thì khỏi phải bàn, bởi sau Tết Đoàn Ngọ đã định sẵn làm đâu chúng đấy, buôn may bán đất, hàng hóa rơi vào tấp nập. Người mua lúc nào cũng túc trực, đợi có hàng là lấy luôn. Song tiền bạc dồi dào thì cũng có thể biến con giáp này trở thành đích ngắm của những kẻ xấu bụng. Bản mệnh cần phải biết cách nhìn người để không đặt lòng tin sai chỗ, cuối cùng lại bị lừa gạt mà tiền mất tật mang. 3. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu sau Tết Đoan Ngọ này tài lộc khởi sắc rực rỡ, bản mệnh lúc nào cũng thoải mái bởi không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đặc biệt trong tháng này, cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có thu nhập khá cao, tiền bạc thu về xứng đáng với công sức bỏ ra, dư dôi đủ để con giáp này có những chuyến xuất hành đi xa như là du lịch đến một nơi nào đó. Tuy nhiên thì cần phải nhắc nhở một chút với những người tuổi Dậu hay cả nể cả tin. Đối tác làm việc cộng tác vì lợi ích, thế nên cũng có thể bán rẻ bạn vì lợi ích. Con giáp này cần phải biết cách để chọn người đáng tin cậy cùng hợp tác làm việc, nếu không công sức làm ra sẽ đổ xuống sông xuống bể. 4. Tuổi Hợi. Sau Tết Đoan Ngọ, người tuổi Hợi thì trong tháng này sẽ được quý nhân nâng đỡ, chuyện kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Bản mệnh dễ dàng thu được những khoản tiền lớn trong tay khi xác định đúng hướng làm ăn. Con giáp này càng chăm chỉ thì việc tài lộc thu về càng nhiều. Tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp tài chính thì con có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư nữa. Trước khi làm thì cần phải có kế hoạch rõ ràng, tính toán trước những phương án đối phó với mọi tình huống, khả năng thành công sẽ rất cao. Song bản mệnh làm gì cũng cần phải thận trọng, đừng lấy mọi việc hanh thông quá mà lơ là cảnh giác, có thể sai sót nhầm lẫn dẫn đến vào thời điểm đó xảy ra. Mệnh chủ nhớ phải cẩn thận trong chuyện giấy tờ để tránh vướng phải họa quan tụng trong tháng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung những con giáp may mắn được thần tài gõ cửa sau Tết Đoan Ngọ. Bạn có phải là con giáp may mắn trong top những con giáp trên hay không? Nếu không thì làm như thế nào để được may mắn và tài lộc sau Tết Đoan Ngọ? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. 3 con giáp may mắn trong Tết Đoan Ngọ đạt được thành công khó ai sánh bằng. Những con giáp may mắn đúng vào Tết Đoan Ngọ gọi tên ai và người ấy sẽ gặp may mắn trên những phương diện nào? Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây. 1. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn có nhiều cơ hội được đón nhận tuần mới may mắn. Đầu tiên đó là chuyện tình cảm của con giáp này có nhiều dấu hiệu tích cực vì bạn nhận được sự gợi ý có tính chất định hướng tương lai. Nhờ vậy mà bạn cảm thấy an lòng hơn trước rất nhiều. Thời điểm này, người độc thân khá là thoải mái trong các cuộc hẹn hò gặp gỡ người khác giới. Thậm chí có người gặp được đối tượng ưng ý trong cuộc gặp bạn bè. Hãy cho đôi bên một cơ hội để tiến xa hơn. Tuần mới còn mang tới nhiều nhiệt huyết cho con giáp tuổi Thìn. Bạn hăng hái trong việc học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, thậm chí là còn sẵn sàng đăng ký thêm những khóa học mới ở những lĩnh vực mình chưa hề biết tới. Sự tập trung đóng vai trò quan trọng giúp bạn có thể thu nhập được những kiến thức tốt, hữu ích cho mình trong tương lai. Trên phương diện tài lộc thì bạn không cần phải căng thẳng khi mà tìm kiếm cơ hội tài lộc hoặc cạnh tranh quá vất vả nữa, bởi nhiều khi cơ hội tự đến, chỉ cần vươn tay ra là nắm bắt được ngay. 2. Tuổi Mùi. Thực chất tuần mới mang nhiều xáo trộn đối với con giáp tuổi Mùi, nhưng tốt hay xấu là do góc nhìn của bạn mà thôi. Có thể một người nào đó xuất hiện sẽ khiến cho bạn thay đổi quan điểm về một vấn đề gì đó, cũng nhờ thế mà thu thập được một vài thông tin hết sức hữu ích, giúp cho bạn có những bước tiến, những thay đổi tích cực hơn trong đời sống. Do có các tinh phù trợ nên con giáp may mắn tuần này gặp được sự phát triển thuận lợi, khó khăn cũng chính là cơ hội để thể hiện quan điểm của bản thân, gây ấn tượng sâu sắc với ban lãnh đạo.
trong chuyện tình cảm thì vẻ tự tin và hồn nhiên có thể thu hút một người khác giới nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với người ta, hãy cho người ấy một cơ hội. Những cặp đôi lúc này cũng đang phải trải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ khi mà hai người đều biết bao dung, bù trừ cho nhau những hoàn cảnh cụ thể. Tình cảm thuận lợi cũng giúp bạn cảm thấy tích cực và tràn trề động lực hơn. 3. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thì nhận được nhiều tin vui cũng như là nhiều bước phát triển tốt đẹp trong cuộc sống. Vận trình tình cảm của bạn trong đợt này thì khá là tốt đẹp khi mà hai người đồng lòng thấu hiểu nhau từ những việc vụn vặt trong cuộc sống cho đến việc cùng đưa ra quyết định quan trọng. Bên cạnh đó thì thời điểm hiện tại cũng rất thích hợp để đi du lịch. Bạn và người ấy có thể tham gia một chuyến đi ngắn ngày giúp hâm nóng tình cảm, tạo thêm kỷ niệm cho đôi bên. Trong sự nghiệp thì bạn có thể bắt tay vào việc thực hiện những kế hoạch mới hoặc những nhiệm vụ mới, tuy nhiên thì không cần phải quá lo lắng. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ vô cùng quan trọng từ một người bạn thân thiết hoặc một người nào đó trong gia đình. Điều này sẽ giúp tuần mới của bạn diễn ra hiệu quả hơn rất nhiều. Tình hình tài chính của con giáp may mắn thì có dấu hiệu khá tốt đẹp, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Nhưng bạn đừng vì thế mà trở nên chủ quan. Quý vị thân mến, không được may mắn như những con giáp khác, nhưng nhờ vào tài ăn nói của mình mà bốn con giáp này công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Đó là những con giáp nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi nội dung. Top 4 con giáp thăng tiến nhanh chóng nhờ có tài ăn nói của mình. Những con giáp giỏi ăn nói dưới đây thì luôn ý thức được hoàn cảnh giao tiếp và làm thế nào để không mất lòng người khác. Hãy cùng xem họ là những ai nhé. Trong xã hội hiện đại thì giao tiếp chính là một trong những kỹ năng vô cùng cần thiết đối với mỗi con người. Ai có khả năng giao tiếp tốt thì người ấy thường thăng tiến một cách rất nhanh chóng. Vậy, bạn có biết những con giáp giỏi ăn nói gồm những ai hay không? Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Người tuổi Dần thì thường tạo ấn tượng mình là một người rất mạnh mẽ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám nói thẳng những điều mình nghĩ trong lòng. Song trên thực tế họ vốn là một người rất biết chừng mực, biết phải nói ra sao thì người nghe mới vui lòng. Cũng biết khi phê bình người khác, cần phải dùng từ ngữ khéo léo, uyển chuyển, sao cho không làm mất lòng người nghe. Chính vì vậy mà dù người ta thường nhún nhường trước cái uy của tuổi Dần, nhưng không ai cảm thấy mất lòng hay hổ thẹn khi nghe họ nói chuyện cả. Nhờ khả năng ăn nói khéo léo, họ không chỉ được lòng cấp trên mà còn được lòng cả đồng nghiệp và cấp dưới, khiến cho sự nghiệp thăng tiến vững vàng và thuận lợi. 2. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn thì không phải là người giỏi ăn nói bẩm sinh. Khi còn trẻ thì họ khá kiêu ngạo, nếu không ưa thì họ sẽ không thích bắt chuyện với người đó. Thế nhưng càng trưởng thành, họ càng nhận ra tầm quan trọng của việc khéo ăn nói. Từ đó, họ mới không ngừng rèn luyện kỹ năng nói chuyện của mình thông qua sách vở, các chương trình truyền hình cũng như là các điều kiện thực tế. Dần dà, khả năng nói chuyện của họ được nâng cao từ lúc nào không hay. Họ sẽ đủ tinh tế để nhận ra mình nên nói điều gì trong hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng tùy vào đối tượng giao tiếp mà chọn những chủ đề thích hợp. Khả năng giao tiếp tốt giúp cho con giáp giỏi ăn nói này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, giúp ích họ rất nhiều trong cuộc sống. 3. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi vốn rất dịu dàng và dễ xấu hổ. Trên thực tế, họ không phải là người hòa đồng và có thể hòa hợp nhanh chóng với một đám đông. Với những người xa lạ thì họ cũng không thường xuyên bắt chuyện trước. Dù có nói chuyện thì cũng sẽ không phải là người nói nhiều. Song, dù không thiện ngôn nhưng họ lại rất được nhiều người yêu quý. Ấy là vì khi bắt chuyện với người khác thì họ thường có những biểu cảm rất là phong phú, gây ấn tượng sâu sắc với mọi người. Mọi người thường cảm thấy rằng họ rất chân thật và dễ mến, từ đó dễ là người chủ động tiếp xúc với họ, yêu mến và giới thiệu cho họ những cơ hội đáng quý. Tuổi Mùi nắm bắt được cơ hội của mình, ắt có thể tiến xa được rất xa. 4. Tuổi Hợi. Bình thường thì người tuổi Hợi có vẻ là rất ung dung, nhàn tản, thậm chí là một số người còn tạo cảm giác chậm chạp, lề mề. Mới tiếp xúc với họ thì ít người nghĩ rằng họ lại là người và con giáp giỏi nói chuyện, thậm chí là có khả năng chinh phục người khác. Nhưng trên thực tế, chỉ những người quen thân với họ thì mới biết họ cũng là người rất tinh tế và hài hước. Ở vào những tình huống khác nhau thì họ luôn nhận thức được đâu là điều mình nên nói và đâu là điều mình nên giữ trong lòng. Nghe họ nói chuyện thì người ta có thể nhận thấy và hiểu ra được những điều đáng quý, đồng thời cũng chẳng bao giờ làm mất lòng ai, bởi họ hiểu được rằng từ ngữ có lực sát thương đến như thế nào. Nhờ tài ăn nói khéo léo, họ được nhiều người yêu mến và nể phục.
trở thành con giáp vận khí tốt có khả năng thăng tiến xa. Những con giáp tốt tính dưới đây thường sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải tình duyên thì cũng là tiền bạc, sự nghiệp. Hãy cùng xem họ là những ai qua nội dung sau. Ba con giáp tốt tính không vượng sự nghiệp tài lộc thì cũng vượng đường tình duyên. Những người tốt tính thì ắt hẳn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, nhờ vậy mà thường có mối quan hệ rộng rãi, đồng thời cũng gặp nhiều may mắn hơn hẳn bình thường. Vậy, bạn có biết những con giáp tốt tính gồm những ai hay không? Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi video dưới đây. 1. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất vốn rất may mắn bởi cuộc đời họ đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Dù có vướng phải rắc rối thì chăng nữa thì con giáp này vượng vận quý nhân cũng được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Chính vì ít gặp phải khó khăn nên họ thường có những suy nghĩ rất tích cực, lạc quan, đồng thời cũng luôn đối xử với mọi người một cách rất thân thiện và nhiệt tình. Họ là những người coi trọng tình cảm nên một khi đã quen biết với ai thì họ sẽ đối xử với người đó hết lòng, không bao giờ so đo tính toán, không bao giờ nói những lời tổn thương đối phương. Đồng thời, dù có bất cứ ai gặp phải khó khăn thì họ cũng sẽ sẵn sàng vươn tay giúp đỡ. Con giáp này cảm thấy việc giữ hòa khí với mọi người rất quan trọng. Dù có mâu thuẫn nào xảy ra thì cũng có thể giải quyết trong hòa bình. Tính cách tốt bụng như vậy giúp cho họ nhanh chóng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, giúp gặp được nhiều cơ hội phát triển hơn, cho dù là trên phương diện tài lộc hay là sự nghiệp. Vì vậy mà cả đời con giáp này sẽ không phải lo chuyện thiếu tiền tiêu, là những người có khả năng tích lũy tài sản tốt nhất. 2. Tuổi Mão. Người tuổi Mão thì vốn có tính cách hiền hòa và hướng nội, chẳng bao giờ nổi giận hay là trở mặt với bất cứ ai, cho dù là trong lúc nóng nảy nhất đi chăng nữa. Họ không phải là người ít nói, song họ sẽ không nói những lời tiêu cực gây ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Chính nhờ có những đặc điểm này mà rất nhiều người muốn làm bạn với họ, thậm chí là tâm sự với họ những chuyện cầm kín. Con giáp tốt bụng này luôn biết cách lắng nghe, đồng thời đưa cho bạn bè những lời khuyên thật lòng nhất. Những người có tính cách như tuổi Mão thì thường sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, giúp cho họ làm gì cũng trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt là trên phương diện tình cảm và sự nghiệp. Trong sự nghiệp thì họ ắt nhận được sự yêu mến của lãnh đạo, gặp gỡ được quý nhân, giúp họ tiếp xúc với cơ hội phát triển trong tương lai. Trên phương diện tình cảm thì thường gặp được người tốt bụng, biết trân trọng và yêu thương mình. 3. Tuổi Dần. Người tuổi Dần có tính cách rộng rãi, phóng khoáng, luôn ham thích kết giao bạn bè, cho dù người đó có xuất thân như thế nào thì cũng sẽ không đánh giá hay là có thành kiến. Một khi đã kết bạn với ai, họ sẽ không bao giờ so đo tính toán điều gì. Dù có phải chịu chút ít thiệt thòi thì họ cũng thường lựa chọn bỏ qua. Ngoài ra thì còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, cho dù đối tượng là ai, đã có từng thù oán gì với mình hay không. Tính cách này của họ thường được đồng nghiệp xung quanh rất yêu mến, cùng với tài năng lực thực sự của mình sẽ được lãnh đạo công nhận, giúp họ có những bước phát triển cực kỳ thuận lợi và nhanh chóng. Nếu là lãnh đạo thì họ luôn quan tâm đến nhân viên xung quanh mình, vì vậy mà thường được nhân viên yêu mến và ngưỡng mộ, dần dần sẽ đạt được bước phát triển như kế hoạch đã đặt ra từ trước đó của mình. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế nhưng lại có những con giáp độc miệng dưới đây luôn nói thẳng những điều mình nghĩ mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác, khiến cho rất nhiều người nghe bị tổn thương. Đó là ba con giáp nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Ba con giáp dù tốt bụng nhưng độc miệng thường gây tổn thương cho người khác. Trong cuộc sống thì ta có thể thấy có những người ăn nói rất bỗ bã, không biết giữ mồm miệng, thậm chí dễ dàng gây tổn thương cho người khác. Vậy, bạn có biết những con giáp độc miệng nhưng thực chất thì rất tốt bụng gồm có những ai hay không? Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát theo dõi nội dung tiếp theo ngay sau đây. 1. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn quả thật là một con giáp độc miệng. Mỗi khi có ai làm sai việc gì, cho dù là đồng nghiệp hay là bạn bè thân thiết thì họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nói những lời ngọt nhạt để vỗ về an ủi. Họ cảm thấy rằng khi mà sự cố đã xảy ra rồi, lời nói an ủi cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Những lúc như vậy thì họ sẽ sử dụng những ngôn từ sắc bén, thậm chí là gây tổn thương cho người khác để chế giễu hoặc là nhiếc móc, khiến cho người nghe có thể xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Con giáp này cảm thấy rằng mình làm như vậy là vì muốn tốt cho đối phương, để đối phương có thể hoàn thành tỉnh táo trở lại và đối diện với sự thật. Càng là người có chức cao vọng trọng thì họ lại càng độc mồm độc miệng hơn, nói năng mà chẳng kiêng nể ai.
song thực chất thì lại là một người rất tốt bụng, dù ngoài miệng nói những lời tổn thương như thế nào, thì từ khi có những người cần đến sự trợ giúp của họ thì sẵn sàng dâng tay giúp đỡ, cho dù là công việc ấy có khó khăn đến thế nào. 2. Tuổi Dậu. Đôi khi người tuổi Dậu sẽ tạo cho người khác cảm giác rất khó ở chung, và bạn bè cũng là đồng nghiệp của họ chính là người thấu hiểu cảm giác ấy nhất. Con giáp này thường xuyên không phối hợp với mọi người, luôn thích được làm việc một cách độc lập, trái ngược hẳn so với ý kiến của mọi người. Họ cho rằng ấy là mở về riêng dương. Để khi mà gặp chuyện gì khiến cho họ không hài lòng, sẽ sử dụng khả năng nói bóng nói gió của mình, khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu hoặc là khó xử, đến khi chịu nghe lời mình thì mới thôi. Khi mà người khác gặp phải sai lầm gì, họ cũng thường không hay dùng lời lẽ mềm mỏng để an ủi, phải chế giễu mỉa mai đối phương đến khi nào thấy thỏa mãn thì mới thôi. Tuy nhiên thì về bản chất, tuổi Dậu rất dễ mềm lòng, chỉ cần thấy người đối diện có vẻ đáng thương hoặc đã chịu thua thì họ sẽ ngừng lại ngay, chuyển sang nhiệt tình giúp đỡ người ấy khắc phục sai lầm. Họ là những con giáp dễ bị tác động. 3. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thì rất thông minh, nhanh nhẹn, hơn nữa còn đưa ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân. Vậy nên làm việc gì, họ cũng đều là người hoàn thành nhanh nhất và đạt chất lượng cao nhất. Có điều, họ không chỉ đặt tiêu chuẩn cho riêng mình mà còn đặt cả tiêu chuẩn cho người khác. Mỗi khi nhìn thấy một ai đó không biết làm việc hoặc làm việc gì một cách chậm chạp thì họ lại cảm thấy sốt ruột, thậm chí là sẵn sàng tục giã đối phương, dùng những từ ngữ sắt đá đến mức người nghe cảm thấy xấu hổ hoặc là sợ hãi. Đặc biệt là không ưa những người dù có khả năng giải quyết công việc nhưng lại quá cầu thả, vì vậy mà làm việc gì cũng vướng phải sai sót. Những lúc như vậy thì chắc chắn sẽ mắng mỏ đối phương bằng thái độ và lời lẽ nghiêm khắc nhất. Đôi khi họ là những con giáp không giỏi ăn nói, độc mồm độc miệng, nhưng như vậy thực ra thì họ vốn là một người rất tốt tính, mắng người khác chỉ vì mong đối phương sẽ tiến bộ mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin bổ ích về tử vi phong thủy. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn và học tập được thoải mái. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.